Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, giá gạo thế giới sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 do nguồn cung bị hạn chế, xuất phát từ việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo. Trong khi đó, nhu cầu gạo vẫn tăng trong dịp lễ Tết. Những yếu tố này sẽ tạo động lực cho giá gạo tăng cao. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo, xuất khẩu gạo của nước này sẽ giảm trong năm nay. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, trong khi Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba xuất nhập khẩu gạo thế giới trong năm 2024 khoảng 52 triệu tấn, giảm 710.000 tấn so với mức dự báo trong tháng trước và giảm 270.000 tấn so với năm 2023. Trước những dự báo về giá gạo sẽ còn cao trong năm 2024, lãnh đạo Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, dù diện tích có xu hướng giảm, nhưng năm 2024, ngành trồng trọt vẫn giữ vững diện tích gieo trồng lúa đạt 7,1 triệu hecta, sản lượng lúa trên 43 triệu tấn, đảm bảo xuất khẩu từ 8 triệu tấn gạo trở lên.